chồng em sao nó lại về giờ này? Có gì mà bất ngờ thế, đây là nhà nó về đã đúng không? Vợ ơi, anh về rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Chúng ta đi. Trốn, nhưng mà trốn ở đâu? Trốn, này, thế cứ tơ nhảy à? Chè cái này lên. Ok, em làm gì mà vãi hết mồ hôi kia? Hả? Em sao đấy? Ốm à? À không, em bình thường mà. Mà sao anh về giờ này? Em tưởng là anh phải đi ship hàng về muộn cơ mà. Tự nhiên em đang đi ship mà anh mệt quá. Còn có mấy đơn, anh về ngủ mà lát tối ship tiếp. Anh có mệt lắm không? Hay là ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Mà này, tự nhiên em lôi cái chăn của mình ra treo lên đây để làm gì đấy? Như này, tự nhiên em thấy là cái bức tường của nhà mình trông nó trống quá, nên là em mới treo cái chăn lên trông cho nó phong cách mà. Chuyện gì mà lâu đấy, không xong thì trong này muỗi cắn không hết cái chân. Trông cũng phong cách đấy. Anh mệt rồi đúng không? Thế thì anh lên đi tắm đi xong rồi nghỉ ngơi. Cơm xong rồi em gọi anh xuống ăn nhá. Cho anh lên nghỉ một lát. Anh đi trước nhá. Ok. Sao? Thôi, không có gì đâu. Này, bỏ đi rồi, đi về đi nhanh lên. Bye bye tình yêu bé nhỏ của anh nhá. Mai nhớ đúng giờ đấy. Rồi đi nhanh lên. Quên. Này, em vừa nói chuyện với ai à? Dạ. Anh nghe thấy giọng nào không? Đâu, làm gì có ai? Ê, làm gì có ai, thôi anh lên đi tắm đi, chưa tắm à? Thôi quá, lên đi tắm đi. Cho em mệt quá, xả. Em sao thế anh? Lâu lắm rồi vợ chồng mình không làm gì ấy. Hôm nay mình làm cả. Ôi, mệt lắm, đi ngủ đi. Thôi mà, lâu lắm rồi mình có hứng đấy. Chiều anh đi. Ôi. Đi, chiều anh đi mà. Nhá, chiều anh đi. Em đã nói là em không muốn rồi, sao anh cứ lì quá vậy? Thôi, lâu lắm rồi mình có hứng đấy. Chiều anh, nhá. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu thế? Em đã nói là em đang rất mệt. Buôn bán ở ngoài đường chưa đủ mệt hay sao? Mà bây giờ về nhà anh còn bắt em phải phục vụ anh nữa. Anh muốn ấy, thì anh tự đi mà giải quyết một mình đi. Đã mệt thì chớ. Ngủ không yên nữa, bực cả mình. Bọn mình bị làm sao thế nhỉ? Động mọi người là cáu. Anh Hùng. Hả? Hôm nay em không đi bán nước à? Nếu mà không đi bán nước ấy, thì ngồi đây đóng hàng hộ anh đi ship luôn cho kịp. Mà em định đi đâu mặc đẹp thế? Đóng hàng ấy, thì anh tự đi mà đóng đi. Hôm nay tôi có hẹn phải đi ăn sinh nhật bạn rồi. Mà quên nữa, cho tôi tiền đi. Tiền gì? Tiền mua quà, chứ chẳng nhẽ bây giờ đi sinh nhật mang tay không đến à? Chúng nó nhìn thấy chúng nó khinh cho đấy. Chuyển khoản đi. Anh cũng chẳng còn mấy đâu, em cầm tạm nhé. Em chuyển xong rồi đấy. Cái gì? Có 100.000 thôi á? Thì bây giờ trong nhà còn mỗi bí nhiêu thôi, em dùng tạm đi. Đúng là cái thằng nghèo mà. Anh đi giao hàng cả tháng chỉ có được mỗi bằng này. Mấy cái đồng lẻ này đến mua một cái váy còn không được nữa. Chịu đấy. Em phải hiểu cho anh chứ. Trong nhà này có bao nhiêu thứ để lo, anh làm về cũng phải lo đủ thứ, chứ có phải là làm ra bao nhiêu để được bấy nhiêu đâu. Mà anh nghĩ là quà cáp các thứ thì đại khái thôi, quan trọng là tấm lòng. Nhưng mà nó sang, ok. Thế chẳng lẽ bây giờ anh nghèo tôi cũng phải chịu sống khổ sở theo anh à? Anh cứ giữ mãi cái tư duy như thế, bảo sao bây giờ anh nghèo rớt mùng tơi là đúng rồi đấy. Thôi, không nói nhiều với anh nữa, tránh ra cho tôi đi. Tránh ra. Này.
ta dám ngoại tình. Hai người được lắm. Tôi để xem hai người được bao lâu. Tôi sẽ không bao giờ để cho hai người lừa dối tôi tiếp đâu. Này, bao giờ em mới chia tay với thằng chồng của em đấy? Anh là anh chịu đựng hết nổi rồi. Bây giờ em chỉ cần bảo nó ký vào cái giấy sang nhượng tên đất cho em, thế là xong. Này, cái mảnh đất đấy bây giờ đang lên giá lắm đấy. Chỉ cần bán đi thôi ấy, là chúng ta có tiền để kinh doanh ngay mà. Em biết rồi. Đấy, anh biết là em làm được mà. Người yêu của anh giỏi lắm nhỉ. Đến lúc đấy thì anh sẽ đường đường chính chính đưa em về làm vợ của anh. Anh ấy quỷ kế đa đoan lắm đấy nhá. Nhưng mà đến khi có tiền, anh mà bỏ em đi theo con khác ấy, đừng có trách em. Ui, anh làm sao mà bỏ em được? Anh yêu em như này mà, đúng không? Nào, cho anh thương này. Này, anh. Này, anh điên à? Sao anh đánh bạn tôi? Bạn bè kiểu gì mà ông đi ra kiểu đấy, hả? Này, anh kia, tôi là bạn thân của Kiều Anh. Bọn tôi thân với nhau như vậy thì có thoải mái với nhau một chút thì có làm sao? Mà hôm nay là sinh nhật của tôi đấy. Anh nóng tính quá rồi đấy. Thoải mái lên đi. Nhìn thoáng đi. Anh có biết tại sao tôi lại làm như thế với bạn tôi không? Tất cả là tại vì anh đấy. Vì anh không đưa tiền cho tôi mua quà cho bạn, nên tôi đành phải tặng cái mà tôi có thôi. Hai người nói đi. Bạn bè kiểu gì mà như thế này? Anh dám theo dõi tôi à? Trời ơi, anh đối xử với em tệ lắm à? Đúng là anh nghèo. Anh nghèo thật. Tất cả những gì anh mặc trên người ấy là đồ cũ, là đồ rẻ tiền. Nhưng mà anh có bao giờ tiếc em cái gì không? Anh có bao giờ ngừng cố gắng để cho em cuộc sống tốt hơn không? Nhưng mà em đỡ đọc cái em phạt của anh. Đến bây giờ bị anh phát hiện ra rồi ấy, một câu xin lỗi em cũng không có à? Này, anh nhìn tôi cái gì? Tôi không biết cái gì đâu nhá. Tất cả tại vợ anh ấy. Này, anh nói cái quái gì thế? Chúng ta đến với nhau là đôi bên tình nguyện mà. Anh còn xui tôi về bỏ quách anh ta đi. Đến bây giờ anh còn chối à? Đâu, ai xui, ai trực kiến, tôi xui cô cái nào? Anh, thằng hèn. Hai người thôi đi được rồi đấy. Đến cái căn bản nhất để làm người ấy, hai người cũng không biết. Một câu xin lỗi cũng không biết nói à? Được rồi, tôi sẽ ly hôn. Tôi sẽ tác thành cho anh. Hai người về dạy lại nhau cách để làm người đi. Thôi, tôi chịu. Tôi chịu. Em tự lo nốt việc của mình đi. Tôi sẽ lo việc ly hôn. Anh Hùng. Anh ơi, chồng em về. Chết bây giờ làm sao? Trốn. Chồng em sao lại về giờ này? Sắt cả bố về này. Mẹ ai một thôi. Em nhớ. Ông phải trả lại anh em. Em đi. Này, em cứ tính ngồi đây xem chồng mình đóng phim thật đấy à? Trong khi đó hai chúng mình trốn như hai bọn nó thì cảnh thơ như này đấy. Chắn em sẽ không để cho anh ta yên đâu. Này, làm cái gì đấy? Làm gì cũng cần phải có chứng cứ. Này. Từ từ đã anh. Từ từ cái gì mà từ từ? Nhanh làm gì có ai đâu. Này, anh không sợ con mụ vợ anh biết đấy à? Ôi trời. Mà để vợ biết ý, chỉ có mấy thằng non nớt thôi. Mà em không biết ý, vợ anh là con nhất nhà. Giờ mà ra lộ hết, chúng nó biết mình ngay thì sao? Anh cứ ngồi yên đấy, để em ra xử lý chúng nó. Mà cầm cái chân lại của em. Này, cô bị điên đấy à? Ừ, đúng rồi. Tôi điên nên mới tặng cho các người ly nước cái này ấy chứ. Tôi mà không đi thì hai người chết lâu rồi. Anh nghĩ qua mắt con này để dẫn gái về nhà như thế này à? Hả? Bớt khốn nạn đi. Này, cô nói ai là gái đấy hả? Cô, tao nói mày.
mày chồng tao mà còn tỏ ra là thanh cao đó. Này, này, cô im mồm đi. Cô mà động vào người Lệ, đừng có trách tôi Lệ. Anh dám đứng trước mặt tôi bảo vệ con này như thế à? Hả? Anh đã dẫn gái về nhà rồi còn vợ. Anh có còn là con người nữa không hả? Tôi đã làm cái gì để anh đối xử lâu như thế? Thế còn thằng bù sao? Sao? Bố này. Xin anh đừng có đánh tôi. Bước ra đây đi. Cô chửi tôi ấy, sao cô không nhìn lại mình đi? Tôi ấy cũng chỉ là tấm gương phản chiếu của cô thôi. Thế cô nghĩ tôi khi không biết cô đâm sau lưng tôi à? Cô đi với nó khi nào, ở nhà nào và về nhà bao nhiêu lần, tôi biết hết. Càng ngày kỹ năng của em càng nâng cao. Đúng là thằng chồng em có sướng mà không biết hưởng nhỉ? Hưởng cái gì chứ? Anh ta yếu bỏ xử. Bây giờ em nhận ra một điều, chồng chỉ là chỗ dựa kinh tế thôi, còn bố mới là chân ái. Chân ái là chân giữa đấy. Đương nhiên, chân giữa cũng là một vấn đề rất là quan trọng mà em rất cần. Anh tính như này, sắp tới anh định sắp xếp anh với em đi chơi đâu xa xa một chút. Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, thôi, chắc là em không là thằng chồng em đâu nhỉ? Chuyện nhỏ thôi, em không những đi được với anh mà em còn xin anh ta thêm một khoản tiền. Em mới thật chứ? Chồng về rồi à? Nào vào đây. Mà hôm nay anh gặp chuyện gì à? Sao nhìn mặt anh có vẻ kiểu buồn đấy? Em chuẩn bị nước tắm cho anh trên phòng rồi đấy. Anh không sao, anh chỉ hơi mệt chút thôi. Nhìn chồng mình tiều tụy như này em xót lắm. Anh biết rồi mà, anh chỉ hơi mệt một chút thôi. À anh ơi, mẹ bị ốm ấy, chắc là em phải về quê chăm mẹ ít hôm. Anh ở nhà nhớ tự lo lắng cho bản thân mình, giữ gìn sức khỏe, nhớ nhá, ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc, nhớ chưa? Sao mẹ ốm mẹ không bảo với anh? Để anh sắp xếp anh về với mẹ luôn. Thôi, anh bận nhiều công việc như thế, một mình em tự lo được mà, anh cứ để em. Thôi được rồi, nếu có chuyện gì thì em phải gọi cho anh ngay, nghe chưa? Để anh chuyển thêm cho em mấy tiền nhá. Ui, em cảm ơn chồng yêu nhá. Mà thôi, anh lên phòng tắm đi. Đồ ăn mà xong ấy thì em sẽ gọi anh xuống. Hôm nay nhá, em nấu toàn đồ bổ cho anh thôi. Thế để anh lên tắm đã nhá. Alo, mai đón em ở chỗ cũ nhá. Mọi chuyện ok hết rồi. Ok, anh đến anh sẽ gọi cho em nhá. Em à, hắn ta cho em nhiều tiền không? Thừa sức để chúng mình 3 ngày 2 đêm xã cái nóc luôn. Thì tốt rồi. Thôi, lên đi em. Ở đây nhiều người thấy không em? Hóa ra là anh theo dõi tôi. Và anh cũng biết hết rồi. Theo dõi á? Nói chính xác hơn ý là chồng phải theo dõi xem là đang phải chung vợ với thằng nào đấy. Anh thì hơn đếch gì tôi. Con kia chẳng là bố anh à? Anh cũng chơi tôi đấy thôi. Coi như là chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai. Cái gì mà tôi với chồng cô chả liên quan đến nhau cả? Anh ta thuê tôi về đây để diễn kịch cho cô xem thôi. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của tôi rồi chứ. Chứng kiến cái nghề đầu ấp tay gối của mình đi với người khác ấy, nó đau tới cỡ nào. Mà đây, tôi với Lệ cũng chỉ là đóng kịch thôi mà cô đã không thể chịu nổi được rồi. Thế còn tôi thì sao? Ly hôn đi! Em ơi, kệ anh ta, em ly hôn với anh ta đi. Anh sẽ cưới em. Miễn sao là sau khi cưới xong ấy, em cho anh tiền với nữa anh là được. Anh im mồm đi, ở đây chưa đến lượt anh lên tiếng. Cô đã lên tiếng rồi đấy. Tôi cũng chẳng có gì để nói cả. Cô yên tâm đi. Sau khi ly hôn ấy, những gì hai chúng ta mua chung, tôi sẽ cho cô hết.
Nhưng mà cô thử nghĩ lại xem, bản thân cô thì có cái quái gì trong cái căn nhà này chứ? Từ từ đã anh, ly hôn ấy nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Em biết em sai rồi, em có lỗi với anh, nhưng mà anh cũng phải cho em thời gian để em sửa chữa lỗi lầm chứ. Em không thể sống thiếu anh được. Buồn à? Cho dù còn sống với cô ấy thì tôi cũng chẳng có một chút tình cảm nào nữa cả. Để cô chơi bời cả một năm qua là bản thân tôi đã phải cố gắng, tôi đã chịu được níu kéo cái hôn nhân này lắm rồi. Cho tới bây giờ tôi vạch mặt ra cũng chính là lúc tôi không còn cần đến cuộc hôn nhân này nữa. Cô đã hiểu chưa? Chồng ơi, hết tình thì vẫn còn nghĩa cơ mà. Anh không thể chỉ vì một lỗi sai như thế mà bỏ hết tất cả đi được. Không tình chẳng nghĩa, tôi là tốt nhất. Và cô nên giữ lại một chút tự trọng cuối cho bản thân mình. Cô càng làm thế này, tôi càng cảm thấy bản thân cô rẻ mạt tới cỡ nào ấy. Chào cô. Này cô gái, có không giữ bất cứ nối tiếc. Cô gieo nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Cô không biết để luật nhân quả. Em ơi, em không sao đâu, em còn có anh mà. Im đi.